Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO đánh giá là hình mẫu lý tưởng của sự kết hợp thành công giữa phát triển kinh tế, du lịch bền vững và bảo tồn thiên nhiên. Nhờ đó, Ninh Bình đang giữ vị trí trong nhóm 15 điểm đến hàng đầu, 10 tỉnh thu hút lượng khách cao nhất cả nước. Việc Tràng An được UNESCO vinh danh đã mang lại cho du lịch Ninh Bình một cơ hội và một diện mạo mới. Giai đoạn 2010-2019, tốc độ tăng trưởng bình quân năm về khách du lịch đạt 13,11%. Riêng quần thể danh thắng Tràng An đón trên 6,3 triệu lượt khách, số lao động trực tiếp đạt trên 10.000 người, lao động gián tiếp đạt 20.000 người. Trong quá trình bảo tồn di sản và phát triển du lịch bền vững, Ninh Bình luôn quan tâm và xác định cộng đồng dân cư có vai trò đặc biệt quan trọng, được ví như hạt nhân có phần tạo nên thành công trong công tác bảo tồn di sản ở Tràng An. Ninh Bình và di sản thế giới Tràng An là những ví dụ điển hình về bảo tồn và phát triển du lịch. Tôi nghĩ Ninh Bình đang đi theo định hướng đúng, bảo tồn thiên nhiên rất hiệu quả và cộng đồng địa phương cũng được lợi từ đó. Họ cũng chính là chủ nhân quyết định đến tính bền vững trường tồn của di sản. Rất là tự hào vì là mình đã được sinh ra và lớn lên ở trong cái khu di sản này. Bây giờ tất cả mọi người đã phải bảo tồn, giữ để cho mãi mãi cái khu di sản này nó được lưu truyền về cho con cháu đời sau. Tuy nhiên, Tràng An là một trong số ít những di sản chịu sự tác động của con người với khoảng 14.000 người dân đang sinh sống trong vùng lõi. Do đó, việc phát triển du lịch luôn đặt ra thách thức lớn, đòi hỏi các cấp, các ngành và mỗi người dân cần nâng cao nhận thức trong việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản phục vụ phát triển bền vững. Câu chuyện giữa bảo tồn di sản và cái phát triển kinh tế ở địa phương, ở tất cả những cái di sản trên thế giới đều gặp những câu chuyện mà chúng ta phải giải quyết cái mối quan hệ này như thế nào. Chúng ta bảo tồn được thiên nhiên tốt thì chúng ta cũng sẽ phát triển được một cái kinh tế bền vững. Do đó mà cái thách thức ở đây thì chúng ta phải tìm cách thế nào mà phát huy tối đa những cái giá trị văn hóa của chính cái cộng đồng ở địa phương với kết hợp với lại cái việc bảo tồn cái cảnh quan thiên nhiên đẹp gắn với những cái yếu tố về văn hóa cũng như là cái kinh tế của cộng đồng địa phương, làm sao hài hòa nhất để người ta có một cái cơ hội phát triển. Hội nghị quốc tế về phát huy giá trị các danh hiệu UNESCO phục vụ phát triển bền vững tại Việt Nam được tổ chức từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 7 tại Ninh Bình sẽ là cơ hội để tỉnh tiếp cận các kinh nghiệm bài học hay của quốc tế và các địa phương trong cả nước để phát triển du lịch một cách bền vững, bảo tồn nguyên vẹn các giá trị của di sản trao truyền cho các thế hệ mai sau.